chuyến hàng chiều muộn giao cho anh em ở đồng bằng sông Cửu Long. Máy thái chuối Takeo TK 1800 và máy thái mịn Takeo 1500. Anh em lưu ý hàng chính hãng Takeo có dập đổ logo Takeo nha các anh em. Công ty Thế Giới Máy Hân Hạnh phân phối sản phẩm máy băm thái chuối Takeo. Motor dây đồng 100% bảo hành 18 tháng. Máy Takeo. Máy chăn nuôi Takeo được bảo hành 18 tháng, sử dụng motor dây đồng 100%, có CB bảo vệ motor và bảo vệ máy, tích cắm. Sử dụng thép bạ kẽm chống mài mòn và han rỉ. Logo dập nổ thương hiệu Takeo để tránh hàng nhái và hàng giả. Vậy cho nắm muối vãi vào với lại khi gấp gạo nó ok. Thank you.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.